Em xin chào các bác nhá. Em ở vườn lan Xuân Trường. Em tên là Nấm. Các bác có thể gọi em là Nấm. Hôm nay em vẫn bán lan nhá. Nhưng cái mã này là cái mã lan hàng bóc của rừng ở đây. Đã được bóc, đã được gánh mã trên kênh Phong Lan Rừng của anh Sĩ. Các bác có thể lên trên kênh đó để mình tham khảo sưu tầm nhá. Nhà em khi nào mà đủ khoảng 1.000 bác đăng ký thì em sẽ có video đánh mã trên kênh nhà em để bán hàng. Em sẽ đây các bác nhìn này. Đấy, đây là một cái bản rất là sâu. Một cái bản rất là sâu ở trong ở văn bản của Lào Cai nhá. Đây các bác nhìn nhá. Đấy, đây là cây hồng. Sai chứ các bác. Các bác nhìn này. Quả rất là sai, hồng này là hồng giòn nhá, hồng giòn chứ không có phải là hồng đỏ hay quả to đâu. Quả hồng này không có hạt nhá cả nhà. Hồng này không có hạt nhá. Đấy, quả hồng rất là ngon nhá. Đến chuẩn bị đến mua hồng rồi. Bác là ăn hồng thì ới em nhá. Mận Bắc Hà, hồng văn bản nhá. Bác nào mà đi đền ông Bảy Bảo Hà thì biết cái đền này, à biết cái hồng này nhá. Đem các bác tham quan cái vườn hồng này, rất là rộng luôn nhá, vườn hồng rất là rộng. Lan đây, phi điệp ở trên này rất là nhiều, đa số là thân xanh, tương đối sạch. Cái này là đánh mã trên kênh Phong Lan Rừng của anh Sĩ rồi nha các bác. Các bác có thể lên đấy xem video giúp em. Bác làm mà hay đi lễ đền ông Bảy thì chắc là biết cái hồng này rồi. Hồng này chỉ có trên này có thôi nhá, chỉ có văn bản có. Còn mà mận thì có Bắc Hà. Đây là ong này, cái nhà bác này bác nuôi ong này. Ong này thì bây giờ thì không có hoa của cái hồng nữa rồi, thì là nó sẽ đi lấy mật ở rừng. Nó sẽ bay sang cái dãy núi bên kia kìa. Đấy, đấy, qua đây nhá, qua một con suối này nó lại sang cái dãy núi bên kia. Đấy. Cái dãy núi kia là dãy núi Hoàng Liên Sơn chạy vắt qua Lào Cai nhá. Bác nào mà muốn ăn mật ong thì em có ship nhá, có ship. Em sẽ đóng vào chai nhựa em ship. Nhà bác này bác ấy nuôi nhiều lắm. Cái chỗ bản này em đang đứng thì chắc là phải cách ở ngoài, cách cái đường to ấy, chắc phải khoảng 6-70 cây. Mà chỉ đi xe máy vào thôi, ô tô không có vào đây được. Đấy các bác nhìn này, vườn rất là rộng nhá. Đấy, bác nào mà mình đến mùa gì, mùa hồng, bác là muốn ăn hồng thì có thể gọi cho em. Đây, vườn rộng lắm cả nhà. Cái vườn đằng sau kia là vườn nuôi ong. Bên dưới này là một cái bên dưới đây là một cái suối rất là sâu. Đằng cuối cùng kia là thác. Bên kia là một dãy núi. Đây các bác nhìn thấy không? Bên kia là một dãy núi. Đấy, em sẽ chăm chỉ làm video ở trên kênh Vườn Lan Xuân Trường. Nên các bác đăng ký để khi nào kênh đạt 1.000 lượt theo dõi thì em sẽ up video bán hàng ở trên kênh nhá, để cho các bác sưu tầm rất là nhiều cái ví dụ như là hoa phong lan này, rồi là đặc sản của vùng cao. Đấy, em xin kết thúc video hôm nay tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Vườn Lan Xuân Trường nhá. Mọi người chia sẻ video giúp em nha các bác.